Hello, xin chào nhà. Rồi, đây em mới về được con đồng hồ cơ của Mỹ nè. Đó, đẹp chưa? Dáng tăng nha. Đây, size của nó là 42.6. Càng á, thì cỡ 51, dây khóa đồ nguyên rin nha. Bluetooth của Mỹ. Đó. Thì con này chạy cơ chế là 6 kim chân sao, lịch là thứ, ngày, tháng, năm. Có nút bấm nhanh. Đây, không phải nút bấm nha cả nhà. Em có thử thì ra nó có cái lỗ đây nè, độc lạ chưa? Lỗ hai bên đây với hai bên đây. Đó, cái lỗ nha chứ không phải nút nha. Hàng gì nè. Ấn nhanh qua tháng. Còn này ấn nhanh qua ngày, còn này ấn nhanh qua thứ, còn này ấn nhanh qua năm. Con này sản xuất năm 2000 mấy, 2006 đó. Cơ chân sao có cả có tay, đằng sau lộ máy nha. Bluetooth New York, hình như còn nguyên tem đáy hay sao, không nó không không còn đáy xoáy, mới tinh nè cả nhà, mới tinh luôn nha, thép đúc nặng. Con này là 2180 nha, rất là đẹp cả nha. Rồi em qua con khác nha. Đây một con này đảm bảo pin nha, pin Leica 27 chân kính nha, nấm chỉ thiên nè, 27 chân kính chơi không? Đó, bình thường mấy con cơ 20, 21, 27 chân kính nha. Đó, lộ máy vỏ vàng rất đẹp luôn, 1780 nha. Size của nó là 44. Chạy cơ chế ở trên là kim, ở dưới là cơ. Kim dây nè. Đều rất là đẹp cả nhà. Con này như giá mới là mấy triệu nha. 6 7 triệu gì đó. Mã của nó là ME1114 nha. Nó độc lạ luôn cả nha. Rất là đẹp nha. Dây nè, dây cũng xịn luôn, dây này nó may hai bên này xài biết bao giờ mới hư đó. Rồi sẵn đó em về thêm một con for sale này luôn, thì hai con này là for sale của Mỹ nha, đều là pin Leica, chạy vừa pin vừa cơ. Con này cũng vậy, con này là 3 kim thì con này là 6 kim, 2 kim dây luôn. Con này là 2 kim dây, 25 chân kính, con này 27 chân kính nha. Đó, dây xám lông chuột rất là đẹp luôn. Đây, size của nó là 43.4, em bán đồng giá cho cả nhà luôn. 43.4 nè. Càng của nó cỡ 51 52 nha, tay phải hơn 16 mới đeo nổi. 6 kim. Trong đó có 5 kim là giờ, phút, giây, thứ, ngày, mặt hai lòng. Đó, kim đĩa nè. Dây xám lông chuột nè, khóa bấm nè, ấy xoáy nè, dạ quang xanh, dây 20 nha. Con này là dạ quang La Mã nha cả nhà, rất là hiếm gặp luôn. Bình thường là dạ quang học trò, dạ quang cọc số. Đó. 25 chân kính nữa nha, lắc nhẹ là chạy nè. Lộ máy chạy cơ, bên đây chạy pin nha. Quá đẹp luôn. Rồi thôi đọc lại, em có một con này đó của Pháp nha, con hai con kia là của Mỹ, con này của Pháp nha. Giờ bay kính nó lấp lánh rất là đẹp nè. Fly timer là dành cho phi công, liền xoay 2 chiều nha, dáng tăng. Size của nó là 42,
càng của nó là 48.5, tay 16 thoải mái luôn, khóa riêng luôn, Guionet Paris nha. Rồi con này em bán cả nhà là 1380 luôn. Dạ quang học trò nha cả nhà. Dạ quang học trò nha. Con này rất là hiếm gặp cả nhà, em cũng mới gặp luôn. Có cô lịch nè, kính nó ánh xanh hay gì á, lấp lánh rất là đẹp cả nhà. Rồi em qua con khác nha. Đây Casio Multiband 6 bản giới hạn. Con này là cọc số La Mã, kim cọc vàng nha, cực kỳ hiếm gặp, 100 con thì mới có một con như vậy cả nhà, cũng chưa chắc nữa. Đó, rất là hiếm nha, mới ken luôn. Nó đằng sau nè không có một tí bụi gì hết, size 41, chéo đo ngang là 42, đèn chuông dạ quang sáng. Con này em bán là 1.080.000 bao ship nha, có báo mất pin nè, xem giờ thế giới nè, năm báo thức, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, lịch vạn niên, thứ ngày, dây đó, dây là dây rút nha, tay nào vô cũng được hết, mở lên là mở, gạt xuống đó là khóa nha. Đó, để mình rút dây không cần phải cắt mắt dây đó, 1.080.000 bao ship nha. Đây con này em bán cả nhà trải nghiệm luôn, để chẳng 600 luôn, cũng là multiband 6, chức năng y chang luôn. Con kia là M630, con này là M600 nha, size 40, cũng dây rút luôn đó, đèn chuông pin năng lượng khỏe nha, 600 bao ship. À, em có con này nha cả nhà, để vui cho cả nhà, 400 luôn, size 36, Seiko anh ba mặt full dạ quang, 400 bao ship nhanh gọn lẹ, mặt full dạ quang nha, đẹp keng, dây khóa nguyên rin, hai ô cửa lịch size 36, dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ hoặc nữ nha, dây 18. Rồi em mới giờ được một con cơ của Ý nè, đó dán bình rượu nha. Con này em để ở nhà 1.580 bao ship, đồng hồ cơ nha, automatic, lộ trước lộ sau, dây khóa đồ nguyên rin hết luôn, hàng của Ý nha, size đo ngang là 37, càng của nó là 52, tay hơn 16 mới đeo nổi nha, kiểu như dao dán chữ nhật á, như tay 17 đeo ok nè. Đó thì đồng hồ có nhiều dạng lắm, tròn, vuông, chữ nhật, tivi, rồi tam giác, tứ giác, bát giác, lục giác, thập giác, rất là nhiều. Đó, chủ yếu là xem giờ thôi mà giỏ rất là nhiều loại. Nó lộ máy sâu nha. Đó, đây nó có ghi nè, ghi gì á, Upon Stop. Đó, để coi bao nhiêu chân kính, 20 chân kính nha, có tay. Đó. Rồi 1.580 bao ship nha. Rồi con này hàng của Mỹ nè, Relic nha, của Fossil cả nhà, hàng của Mỹ, size của nó là 43, càng của nó là 50, 50 dây rút nha, để cả nhà luôn, 1.680 bao ship. Đó, automatic, mặt lộ trước và lộ sau, để coi có bao nhiêu chân kính, như 20 chân kính đó cả nhà, có tay, coi có dạ quang, có dạ quang nha, đó 1.680 bao ship luôn. Rồi em qua con khác nha, lên tiếp cho cái nhà một con độc lạ của nhà Seiko, bản cực kỳ hiếm gặp nha, để em bấm vào cái nhà xem. Bản đồ thế giới ở Seiko nha,
Nhưng mà hình như phần pin nó sắp hết pin rồi sao? Nó sắp hết pin rồi, để mai em ra khai pin rồi em sẽ quay nó. Nó có chuông có đèn mà hơi yếu. Hả? Để mai em thay pin xịn cho nó rồi em sẽ quay cái nhà xem. Đèn chuông Seiko nha. Rồi. Đây, Forseum còn con này nhé. Đó, em để luôn cho cái nhà luôn 1950 bao ship nha. Forseal Automatic thì con này sử dụng bộ máy của Citigen 21 chân kính nha. Citigen 21 chân kính. Đáy xoáy. Có cả cốt tay. Con này em tính em đeo luôn. Đẹp, nó ôm tay cái nha. Size có 43.7 à. Và chưa thử đeo rồi, đẹp ghê. Khóa bấm nữa. Lộ máy đeo lên tay rất là sang và nam tính nha cả nhà. Con này mặc chiếc áo sơ mi, quần jean thôi. Bao đẹp bao ngầu luôn. Dây như dây tay 18 nha. Dây tay 18. Lên dây da cũng được. Rất là đẹp. Có cốt tay. Chạy cơ chế 4 kim, có kim 24 giờ nha. Có hack trên start luôn đó nha. Trời, con này đời mới nè. Đó. Nè. Đứng kim để chỉnh giờ một cách chính xác nha. Chứ bình thường mấy con đời cũ á. Đây em móc cho cả nhà một con đời cũ nha. Đó, tùy con. Đây em có hai con. Ví dụ con này giờ em làm cho nó chạy nè. Rồi em kéo ra nè. Đó. Con này không có hacking stop nha. Mà con này lại có. Ghê chưa. Hai con y chang. Mà con này mới nha. Đó, đúng là hàng trưng bày còn mới. Nguyên hộp luôn. 1980 bao ship. For sale dây da. Cơ automatic. Máy là máy Citizen 21 chân kính nha. Còn này máy mới hơn bậc, có hacking stop. Rồi em qua con khác nha. Em con vài con mới nguyên hộp nha. Ten top ở của Mỹ, kính sapphire nha, cầm nhẹ thôi là chạy luôn. 25 chân kính. Kính sapphire mặt đính 8 viên đá kim cương, hai ô cửa lịch, có hacking stop luôn. Niền đính full đá, dây thép đúc đời mi. Đằng sau lộ máy nha. Đó. Giá hôm nay em để cho nhà luôn 215 2180 chứ. 2180 bao ship luôn. Đó. Vẫn bảo hành bao ship đồ đầy đủ. Size 40 nha, em có con vàng luôn, full vàng. Rồi sắp 2 tiếng, 2180 bao ship nha. Hai ô cửa lịch luôn. Đây có tay nè. Có hacking stop nè. Đó, ấn vô chạy tiếp nè. Khóa đẹp luôn, dây thép đúc khóa bướm nha. Dây này rất là ôm tay, thép đúc nha, khóa bấm luôn. Đằng sau lộ máy nha. Nguyên hộp cả nha. Mới nguyên hộp luôn. Size 40 nha. Còn hổm hết em có con dây da size 39. 1980 bao ship luôn. Này. Có cốt tay, có hacking stop size 39. Khóa bướm nha. Rồi, em qua con khác nha. Còn thích chân sau em có luôn. Đó. Dòng chân sau 4 kim. Đó. Như mới luôn nha. Dây khóa rồi nguyên rin. Nè. Size 43 44, con này là Daniel Dolat. Con này là Sonne Hauri nha, có tay. Chân sau ngày chạy 2 múi giờ, 4 kim mắt ngỗng, cọc số La Mã nha. Full vàng và con này là đề mi. Kim mắt ngỗng nha. Nó rất đẹp đó nha. Có tay nè.
Thép không rỉ nha, dây khóa đồ nguyên zin size 43 44 1950 bao ship luôn đó, 1950 luôn nha. Còn này em để cho cái nhà luôn 2350 luôn, bảo hành 6 tháng. Hết bảo hành 1 năm thêm 200. Seiko Automatic size 41 nha. Máy NH35A 24 chân kính, niềng xoay, nấm cổ chai, có tay, có hacking stop luôn, 24 chân kính, chữ code chữ code 41 tiếng thôi nha. Dây thép đúc nè, kính ánh xanh nha, 2350 bao ship nha. Rồi, con Citizen pin năng lượng này em để ở nhà 208 bao ship nha. Size của nó 4, 35 mà. 35 208 bao ship pin năng lượng dây dài. Đó. Citizen nha. Em xả con này là 1 triệu 080 bao ship luôn. ADC. Đó, em xả gần giờ vốn ADC của Anh Quốc. Chạy cơ chế là 5 kim new 100% nguyên táp nguyên hộp luôn nha. Size 41 5 kim thứ ngày, chạy cơ chế là 2 cốt nè, có kim dây nè. Em còn hai con sale cả nhà 1 triệu 080 luôn. Một triệu 080 là có nha. Đó, sale hết quát luôn. Đây con này em cũng sale luôn 2480 nha, Swatch Swiss cơ thụy sĩ nha, có cả có tay, năm 1993. Sale này 2480 bao ship, bảo hành 1 tháng, muốn bảo hành 1 năm thêm 300. Đây 23 chân kính Swatch thụy sĩ, mặt hai lòng, hình mặt người nha, hình giống như Joker. Nó độc lạ nha cả nhà. Rồi. Này hàng tiếng quá. Đây em còn con Relic nè, Automatic nha, dáng thể thao. Đó. 1650 bao ship nha. Con này là size 42, máy hồng luôn. Máy vàng hồng cả nhà. Đó. Dây khóa đồ nguyên riêng hết luôn. Bao đẹp, bao độc. 1650 bao ship nha. Còn con này em để ở nhà luôn 1 triệu 8 nha, Relic luôn nè. Đó, full vàng nha. Ở trên mặt đen. Nhìn rất là ngầu, size 43. Có cốt tay nha. Rất là đẹp đó nha, dây rút tay nào vô cũng được hết. 1 triệu 8 bao ship nha. Con này 1680. Cơ bên em là bao la bảo hành đầy đủ, hư từ ví dụ mà anh em nào có con đồng hồ cơ nào bị cái gì đưa em làm cái một. Còn mấy con này là nguyên rin nha, bao chạy bao xài, muốn bảo hành bao nhiêu năm em cũng chơi luôn đó. 1680 nha, size 43.5, lau dầu này kia bình thường đối với em luôn. Chạy hai cốt nè, kim giờ kim phút và kim dây nè, có tai có lộ máy. Rồi rồi thôi, hôm nay em tới đây thôi, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết nha.